đường tắc ngay, bây giờ đến đến nơi này. Bò nuôi thế ơi, bò là bò chả nuôi, mẹ bò không nuôi thì nó sao có thịt à? Bò để thịt. Chào Bùi Thái Tuấn, Đà Lạt em ơi, mấy bữa anh ơi, giờ này anh làm ăn tốt không? Thầy chào em, để em kết thầy mới chịu chuẩn bị với anh Nguyên qua Đức chơi một chuyến. Bạn Thảo Bùi ơi, à, tôi không đi được rồi. Đi đi sang bên đấy nhưng chủ tịch đi trước bị cướp nên tôi khiếp. Khiếp. Đi nước ngoài bị cướp khiếp không đi. Ở nhà thôi. Thầy ơi lên Thái Nguyên chơi bữa mấy hôm nữa. Mấy hôm nữa lên rau cây bán cho một chú đi dôn roi ở trên Thái Nguyên 2 cây. Chú quý mua ủng hộ. Bán cho một chú ở Thái Nguyên, chú siêu VIP luôn. Chú đi con xe rôn roi xuống xem tùng luôn. Mua không cần mặc cả luôn. Mấy nữa nên chồng với chú ấy. Ông này bán tùng là nhiều khi hay đấy. Mà có nhiều chú đi mua tùng, cây mới tùng mấy tỷ không thể mặc cả luôn. Bảo chú mặc cả cháu tí cho cháu vui, không mặc cả luôn. Bảo chú không mặc cả, ủng hộ mày mặc cả làm gì? Không có nhiều người thế đấy. Thầy vui tính. May ông em là đi nay chuyến đến muộn, chứ không mình đi đón kiểu này thì vỡ mồm luôn. Đi đón đường tắc này. Cái dưới trên mà 160 bằng cái tùng à? Ai chơi? Nó chủ đòi cao có bán mua gì? Mà cả gì cây đấy em mua cái tùng. Em mua cái tùng to bằng đấy anh bán cho giá đấy. Cây bên dưới đòi bao tiền? Dạ 200 ạ. Căng đấy. Cây bên dưới bành bao nhiêu em? Dạ bành hơn 300 ạ. Bành hơn 300 ạ? Em hỏi lại nó nè, cao bao nhiêu em hỏi lại nó nè. Mong anh giúp đỡ em một chút được không? Em thua tha quá. Giúp cả gì em ơi, mày giúp anh trước đi. Bây giờ anh cũng đang biết bát quá rồi, cũng đang đi đóng họ rồi. Anh còn đang đi đóng họ, anh còn đang đi đóng lãi thì chú kiểu gì về uống rượu tôi đang thang ngoài đường. Nguyễn Ngọc Phương à, hiểu rồi chưa? Bây giờ là chỉ tích cực uống cà phê, em hiểu chưa? Ăn sáng uống cà phê, bỏ qua chơi bời uống rượu thì mình làm ăn nó mới chuẩn được. Tất cả những bạn bè trong cái mâm rượu nó có tí men và tí nó phét, nó khoác kinh khủng luôn. Khác gì thằng chơi đồ đâu, lổ chăm gió, hiểu chưa? Khác gì mình đi chơi đồ có gọi gái dịch vụ lên, yên tâm đi. Thế, chiều anh thì tí là muốn nhượng được, ok, các kiểu là điểu, hiểu chưa? Cứ đòi thịt nữa rồi. Bây giờ dịch vụ nó khôn rồi, nó phải nổ ngô. Ra dịch vụ đến nghe đòi tiền trước, kiểu muốn gì? Fake vị giá, chuyển tiền trước, còn không, no. Bị lừa nhiều rồi chứ.
nên là làm ăn với mấy ông nhậu nhẹt với mấy ông chơi bời thì khác gì kiểu đấy, em hiểu chưa? Nên là đừng có bao giờ ảo tưởng là đi giao lưu để thế nọ thế kia. Tất nhiên là thiếu hiệu những người kinh doanh ấy mà có tí men vào, người ta bốc đồng lên người ta sẽ máu hơn đi. Nếu mà đi uống rượu hay là chỉ trong cái buổi, ví dụ như mình tổ chức những cái buổi đấu giá ấy, hiểu chưa, nó có công chúng, nó có bao nhiêu người ấy, cho mẹ mỗi thằng cút rượu rồi chưa, nó đấu mới tít. Mà bây giờ mà đã đấu rồi mà không lấy mà bùng kèo ấy này, ôi nhục, hiểu chưa? Thế là đến lúc tỉnh rượu là mất tiền, là hết oách rồi, là mất tiền rồi, kiểu đấy. Trước khi đấu giá cái gì mà cái cho mấy ông cút rượu chứ, đấu nó tít, giống như anh ngày xưa lúc nào mà có tí men người đấu khét lắm. Sau về lúc tiền bây giờ danh dự quan trọng là phải đi đóng tiền, khổ. Chào Lê Hiếu nha. Đoạn này nè. Rồi em vẫn đang đổ, em tắc. Trên này hết tắc rồi. Đoạn này là các chú giao thông sao lại cho đón người đây nên nó mới tắc ấy. Đấy. Đây cái chú đoạn đông nhạc nó hết tắc. Đoạn này đoạn này cấm đón người mà sao lại các chú giao thông để đón người đây thì nó mới tắc này chứ không sao mà tắc. Không đón người đấy cũng dở. Dân người ta ở gần đây, người ta đi bây giờ bắt xong người ta lại phải đi bắt xe ra đến bến thì lại tốn mớ tiền nữa chết. Thầy giúp em vào bờ mới tự bơi với đi em ơi. Ai mà giúp đổi. Lập thạch trong ngô mấy phút. Mấy tiếng còi câu tì. Qua cơn bết bát chị em. Chào Minh Châu. Anh Huấn có ok. Cảm ơn Đài Phạm nhá. Ôi giời ơi. Lại còn đá đường đá tắc. Lại còn thêm ông siêu xe này hỏng ở đây nữa thì xuống mẹ xuống Hà Nội thì tôi đi mẹ nó lên xuống Hà Nội chơi thì đi bố nó xe buýt, đi bố xe khách, đi cái ông xe này xuống đây nó hỏng ở đây thì bây giờ nhục chưa, mẹ xe đều thôi thì để nhà đi quanh quanh thôi, vác xuống Hà Nội thủ đô hỏng giữa đường thì. Xe đời ơ kìa mùa 2002 thì còn đi đây hỏng tắc hết cả đường rồi chứ. Xe nếu mà ít tiền mà nó lại dễ hỏng thì thôi mình đi quanh quanh thôi, không may có sự cố được rồi đấy, vác từ trên tỉnh vác tận đâu đi về nội này hỏng là tiền cứu hộ dây về hết cái xe luôn. Thầy hỗ trợ em nữa đi, qua nghe thầy đi cả nhà rồi. Thôi em hình dính vào cờ bạc thì trước sau cũng hết mà. Mày hết bà trước đi mà tập trung vào làm ăn. Chứ hết sau thì mày. Tốt nhất là mày mất hết đi, mày không còn gì để mày chơi nữa. Thì mày may ra mới làm ăn được, chứ còn bây giờ vẫn quay vòng được. Vẫn quay vòng được thì có khi nó vẫn chơi mà. Nay chim giờ sáng luôn, không vừa nay mà. Chào Yến Nhi ra truyền. Xe bít đè mình luôn. Là đúng xe toàn sắt chứ không đè đầu mình luôn. Chạy xe gấu thật đấy. Xe của công chạy.
Đâu, cái này là nó nắp cả công trình là mấy trăm, vợ hiểu chưa, nó còn mấy cái đã nắp đâu. Thì chuyển 270 thì chuyển cho 200 thì còn 70 phải nắp nốt mình mới giả tiền chứ vợ hiểu chưa. Bây giờ chưa nắp nốt mà mình giả tiền thì mình đến lúc cứ gọi lên nắp sao được. Thì bảo nó nhắn tin cho chồng, nhưng mà chị làm sao biết cái việc đấy. Chào Hạ Quang Hải nhá. Tụt gần 369 người. Chào Ken Nguyễn nha. Mất mạng. Chào Trọng Nguy ra gì đây. Máy khác live stream thì chưa. Ví dụ như máy khác TikTok live stream đi xe được nhưng mà, anh mà live stream đi xe nó khóa luôn đấy. Bởi vì tài khoản của anh nó khác. Người ta live stream đi xe thoải mái, mình giờ mình mà đeo dây an toàn mình live stream lái xe vẫn bị